Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ bảy, 28 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình Tán Gẫu, đề tài được mở rộng hơn so với thường ngày là chúng ta phải bám theo cái chủ đề của tin tức. Và trước khi đi vào phần Tán Gẫu thì vẫn nhắc các bạn, Epocham tiếng Việt, quý vị có thể liên lạc với số điện thoại trên màn hình nếu quý vị muốn đặt mua tờ báo này. Đây là tờ báo trung hữu và có được cái nguồn tin và đưa tin rất là trung thực. Bên cạnh đó thì tờ Epocham còn là chuyên gia trị về các tin liên quan tới nội tình của Trung Quốc. Nếu quý vị muốn biết được nội tình của Trung Quốc và muốn có được những cái nguồn tin trung thực, quý vị có thể đặt mua tờ báo Epocham tiếng Việt. Và tờ báo này có 22 ngôn ngữ. Đó là cái phần giới thiệu cái tờ báo này. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc các cái chủ đề của các bạn đưa ra nha. Bên Facebook trước rồi bên YouTube sau. Lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi ngày hôm nay đi nha. Ok, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề, đừng có chào hỏi nhiều quá, nó làm là loạn cái chương trình. Mỗi lần có 1 tiếng đồng hồ thôi mà quý vị chào hỏi là hết giờ rồi. Ok, rồi bên Facebook vẫn còn chào hỏi, còn bên YouTube đã có một cái ý kiến. Ok, có lẽ chuyến thăm Israel của Mike Pompeo là lệnh ngầm ám sát tên Mohsen Farizadeh. Chưa biết được, giờ phút này chưa có nhóm nào chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm trong việc ám sát người lãnh đạo của cái chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Chúng ta vẫn chưa biết. Bây giờ phải chờ xem một vài ngày nữa coi tình hình như thế nào nha các bạn. Ok. Wow. Rồi bây giờ bên Facebook có coi gì không? Trước khi mà chúng ta qua bên YouTube nè. Theo anh Phong, sự mai một của văn hóa truyền thống Việt Nam là do chủ trương hay sự bất tài của Cộng sản Việt Nam hay xu thế phát triển của xã hội? Tôi cho rằng là hai cái lý do đầu tiên. Thứ nhất là sự bất tài của Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là sự cố tình xóa bỏ cái văn hóa của miền Nam. Bởi vậy nếu mà còn nói là xu thế thời đại thì không đúng. Bởi vì cái chống Taco của bên phía Nhật Bản và phía Nam Hàn, họ vẫn giữ được, hay là cái truyền thống mà hát bộ của Nhật Bản đó, hay là cái kinh kịch của Bắc Kinh, họ vẫn phát triển rất tốt. Mà tại sao truyền thống cải lương Việt Nam lại bị lụng bại tại Việt Nam? Đó là lý do tại, thứ nhất là kẻ quản trị bất tài, không có biết cách phát triển. Và thứ hai, nó có ẩn ý từ phía ngoài Bắc, tức là họ muốn xóa dần tất cả những nét văn hóa của miền Nam. Bởi vì những nét văn hóa của miền Nam, nó gắn liền với cái thể chế phát triển của miền Nam thời điểm đó. Do đó, đây là cái ẩn ý của những kẻ ở ngoài Bắc. Họ muốn xóa dần cái văn hóa của miền Nam. Họ đã xóa ngôn ngữ. Họ đã xóa ngôn ngữ của miền Nam. Ví dụ những cái chữ mà miền Nam thường dùng, bây giờ báo chí Bắc Kỳ không bao giờ dùng cả. Họ đang tìm cách xóa dần cái văn hóa của miền Nam nha các bạn. Ok. Rồi, tiếp tục. Sao Mike Pompeo không bao giờ thăm châu Phi nhỉ? Mỹ không cần châu Phi sao? Sai. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã viếng thăm châu Phi. Tại các bạn không để ý, ông đã viếng thăm mấy nước và Phi Châu, trong đó có cả Sudan. Ông đã tới Phi Châu rồi chứ không phải chưa nha. Có điều là cái lộ trình của ông là những cái khu vực nào được xem là ưu tiên hàng đầu ông sẽ đi. Nhưng mà ông Pompeo đã có tới Phi Châu nha. Ok. Rồi tiếp tục. Rồi kiểm phiếu Wisconsin vẫn đang tiếp tục nha các bạn. Chúng ta chưa biết được cho tới ngày 1 tây. Ok. Rồi cử tri đoàn và đại cử tri. Đại cử tri đoàn tức là những người được quốc hội của tiểu bang chọn ra. Còn cử tri đoàn tức là mỗi một cái tiểu bang nó có bao nhiêu vị trí của người đại diện của họ tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ thì nó sẽ có bao nhiêu cử tri đoàn. Tuy nhiên những người đó không phải đại diện, những người đó là những người dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ. Còn cái khối phiếu ở khu vực đó nó sẽ dồn cho ai thì cử tri đoàn khu đó thắng. Và đại cử tri là do quốc hội của là lưỡng viện tiểu bang chọn ra một người duy nhất để mà đại diện cho tiểu bang bỏ phiếu trên quốc hội Hoa Kỳ trong cái việc mà chọn tổng thống. Hai cái khác nhau, đại cử tri khác và cử tri đoàn khác nhau chỗ đó nha các bạn. Rồi tiếp tục. Nếu bà Pelosi làm tổng thống, về nội các của ông Trump có ảnh hưởng gì không? Chưa biết được. Khi bà ta làm tổng thống thì chúng ta chưa biết được bà ta sẽ thay đổi cái gì trong lúc bà ta làm tổng thống lâm thời nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong, ông Biden chính thức tổng thống vậy không anh? Không có.
Cho tới giờ phút này thì Joe Biden chỉ là ứng cử viên mà thôi, còn cái chức tổng thống gọi là President elect là do truyền thông phong cho ông ta. Trên nguyên tắc về mặt bầu cử thì chưa có một cái cơ quan nào và chưa có một cái đơn vị hành chính nào của Ủy ban bầu cử liên bang và các tiểu bang thừa nhận là Joe Biden là tổng thống cả nha. Ok. Rồi tiếp tục, nếu pháp lý ông Trump thua thì thế giới không còn chinh phục nước Mỹ nữa. Chinh phục là sao? Nước Mỹ đâu là sao thế giới chinh phục nước Mỹ? Nước Mỹ đi chinh phục thế giới hay là chơi thế giới chinh phục nước Mỹ? Cái đó các bạn coi lại dùm nha. Và thứ hai là bây giờ chúng ta để cho tối cao pháp viện quyết định. Bởi vì cái cơ quan đó nó tồn tại trên 200 năm và gần như là tất cả người dân Hoa Kỳ chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào cái quyết định sau cùng của tối cao pháp viện. Vì đó là cái cơ chế cao nhất của đất nước này. Nếu mà đưa ra bất cứ quyết định nào thì chúng ta phải chấp nhận, không còn cái cách nào khác hết các bạn nha. Ok. Thể chế Cộng hòa là như vậy. Nếu điều tra đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu cử tổng thống Mỹ thì sẽ bị xử lý sao? Phải cụ thể ra đảng Dân chủ là toàn bộ đảng Dân chủ hay là những cá nhân trong đảng Dân chủ? Đó là thứ nhất. Thứ hai, ai vi phạm thì người đó sẽ bị truy tố nếu Bộ Tư pháp có đầy đủ những bằng chứng và nhân chứng vật chứng để chứng minh những người đó là những kẻ đã thực hiện những cái vai trò gian lận. Cá nhân những người đó sẽ bị. Còn các bạn đang hỏi câu hỏi toàn bộ đảng, tôi không tin là toàn bộ đảng Dân chủ đều tham nhũng nha. Ok. Chỉ cần chiến thắng ở Pennsylvania trong đợt này sẽ làm hiệu ứng domino cho những tiểu bang chiến trường khác phải không anh Phong? Chưa biết được, nhưng mà Pennsylvania thì mình nắm chắc là 20 cử tri bang đó ông Joe Biden sẽ không nhận được, bởi vì cuối cùng giao cho đại cử tri. Còn Michigan, Wisconsin và Georgia, ba nơi này thì chỉ cần ít nhất là hai nơi là coi như là họ hủy bỏ cái kết quả bầu cử thôi. Tôi không cần là họ sẽ chuyển cái khối phiếu đó qua cho tổng thống Trump. Họ hủy bỏ kết quả bầu cử và giao lại cho cử tri đại cử tri thôi, là coi như Joe Biden đã thua rồi. Tức là nếu như mà hủy bỏ kết quả bầu cử của các tiểu bang này, có nghĩa là tổng thống Trump và Joe Biden đều không đạt được 270 cử tri đoàn để trở thành tổng thống. Như vậy thì cái quyền quyết định tổng thống sẽ giao cho đại cử tri, tức là 50 đại cử tri trên 50 tiểu bang. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được là cái quyết định của đại cử tri. Do đó chỉ cần là Wisconsin, Michigan chứng minh được cái sự gian lận, và sự gian lận này ảnh hưởng tới kết quả bầu cử, ảnh hưởng tới kết quả bầu cử và khiến cho tiểu bang phải hủy bỏ tất cả cử tri đoàn để bắt đầu chọn đại cử tri. Georgia cũng vậy, thì chỉ cần vài ba tiểu bang thôi là nó chỉ cần kéo cái mức của Joe Biden xuống dưới 270 thôi, bất kể là 268 thì nó cũng được sẽ giao cho đại cử tri quyết định. Còn đó là 268 đó là cũng sẽ giao cho đại cử tri quyết định nha các bạn. Rồi tiếp tục, 14 tháng 12 giải quyết dứt điểm về tổng thống Mỹ luôn hả anh Phong? Chưa biết được, tại vì còn các cái đơn kiện ở trên tối cao pháp viện, phải coi nó có kéo dài hay không nha. Rồi, giữa ông Trump và Biden ảnh hưởng nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn anh? Nếu Cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế một cái cách khỏe mạnh thì dưới triều đại của ông Trump nền kinh tế sẽ phát triển rất tốt. Nhưng đáng tiếc họ không làm. Họ đã đóng vai trò là nó gọi là trans country, tức là cái quốc gia chuyển tiếp cho mặt hàng xuất cảng từ Trung Quốc. Vừa rồi ông Robert O'Brien ghé Việt Nam đã cảnh cáo điều này, và trong một vài tuần nữa hình như Bộ Thương mại đã đưa ra quyết định chính Cộng sản Việt Nam đã manipulate the currency, tức là đã thao túng tiền tệ trong năm 2019, và sẽ có một cái án phạt dành cho Cộng sản Việt Nam nha. Đó là cái mà tôi biết được. Ok. Rồi, đến hôm nay có bao nhiêu tiểu bang công nhận kết quả bầu cử? Cho tới giờ phút này, tỷ lệ công bố kết quả và xác nhận là 21 tiểu bang. Ngày hôm qua có thêm Ohio, trước đó thì 20 tiểu bang. Ngày hôm qua thì Ohio đã xác nhận, tổng cộng là 21 tiểu bang đã xác nhận kết quả bầu cử. Còn lại 29 tiểu bang thì chưa. Do đó thì chúng ta phải chờ xem như thế nào nha. Rồi, tiếp tục. Ngày 5 tháng 1 em muốn đi bầu phải đăng ký lại không anh ông? Phải ghi danh lại, nếu các bạn đang ở tiểu bang Georgia, phải ghi danh lại đi bầu trong cái phiên bầu cử đặc biệt tại tiểu bang Georgia nha. Ok. Xóa ngôn ngữ Việt Nam sai vì sai phát âm, thí dụ người miền Bắc nói cá rô, người miền Nam nói cá gô, sai luôn. Họ xóa là những ngôn ngữ của miền Nam họ xóa, không phải những chữ đó. Những chữ phát âm theo tính chất vùng miền không có bị, nhưng mà nó xóa những cái chữ miền Nam dùng. Ví dụ như ở trong miền Nam, người ta gọi là bộ trưởng tư pháp, hay là tòa bạch ốc, hay là thủy quân lục chiến, hay là trực thăng.
Những chữ đó là những chữ rất đẹp của miền Nam dùng bao nhiêu năm nay, bây giờ nó xóa sạch hết. Các bạn kiếm được những chữ này không? Hay là các bạn sẽ kiếm được là lính thủy đánh bộ, rồi các bạn kiếm được chữ là nhà trắng. Những cái chữ đó là những cái chữ không có trong miền Nam các bạn. Ok? Những chữ đó là cộng sản nó đem vô mà nó xóa sạch hết của miền Nam nha. Ok? Và còn nhiều chữ khác của miền Nam nó không cho dùng. Tất cả báo chí cộng sản Việt Nam không dùng. Do đó tôi nói là họ có chủ trương xóa bỏ cái văn hóa của miền Nam. Mà văn hóa của miền Nam tồn tại rất lâu rồi các bạn nha. Ok? Rồi. Đụng xe mà nhất định nó đâm xe kẹt xe là thì ùn tắc đúng. Đó các bạn thấy không? Kẹt xe thì nó kẹt xe, tại sao gọi chữ ùn tắc? Ùn tắc là con khỉ gì? Đúng không? Đụng xe thì mình nó đụng xe đi. Tại sao nó lại dùng những cái chữ mà gọi là trái cẳng ngỗng như vậy và nó không có quen tay với người miền Nam, nhưng mà báo chí nó dùng. Nó bắt người dân phải dùng theo cái báo chí. Ok. Rồi tiếp tục trong lúc còn dây dưa phe dân chủ tìm cách tẩu tán gian lận thì ảnh hưởng đến phiếu bầu của tổng thống Trump không anh? Chưa biết họ tẩu tán bằng cách nào và liệu sự tẩu tán đó có thể có tẩu tán kịp hay không, tôi chưa biết được nha. Theo tôi thì họ không có những cái gì mà nó nằm ở trong cái bằng chứng rồi, khó tẩu tán được lắm các bạn nha. Ok. Nếu Biden thắng cử, liệu dân chúng Hoa Kỳ có xuống đường biểu tình không bạn Phong? Nếu như sự thắng cử đó là gian lận thì cả triệu người sẽ xuống đòi lại sự công bằng của cuộc bầu cử, nếu sự chiến thắng đó là sự chiến thắng gian lận. Ok. Và giống như ngày hôm qua tổng thống Trump đã tweet, nếu Joe Biden chứng minh được là 80 triệu phiếu bầu cho ông ta là 80 triệu phiếu hợp pháp lại và không có những cái tình trạng gian lận thì tổng thống Trump sẵn sàng để cho ông ta bước vào tòa Bạch Ốc. Một lời thách thức rất rõ ràng. Và chúng ta nhìn thấy con số ngày hôm qua tôi có nói rồi. Ông Trump được trên 73 triệu phiếu. Mà bây giờ đám dân chủ và đám truyền thông khoe khoang là Joe Biden được 80 triệu phiếu. Cộng lại là 153 triệu phiếu. Trong khi trước cuộc bầu cử, đám truyền thông nói rất rõ ràng là tổng số phiếu người dân ghi danh đi bầu năm nay là đạt kỷ lục 135 triệu phiếu. Vậy thì 18 triệu phiếu dư ra đó ở đâu ra? Nói cho tôi biết đi. Họ nói là năm nay là đạt kỷ lục đó, là 135 triệu phiếu. So với của cái 2016 là 200 1, 1 triệu 126 triệu và 2008 là 128 triệu. Năm nay đã đạt kỷ lục hơn 7 triệu phiếu đi ghi danh đi bầu là 135 triệu. Vậy thì 153 triệu phiếu đó dư ra 18 triệu phiếu nằm ở đâu? Nói cho tôi nghe đi, 153 trừ 135 còn 118 triệu, 17 triệu đó. 118 triệu phiếu đó ở đâu ra? Cho tôi biết đi. 18 triệu phiếu đó tại sao lại có? Và tại sao Joe Biden không dám chứng minh nha? Ok. Rồi tiếp tục hồi xưa ở miền Nam nghe người già nói chuyện có từ tiếng Pháp trong đó, bây giờ toàn từ ngữ Bắc Kỳ nghe không hiểu gì hết. Yes. Đa số ngày xưa người ta nằm ở dưới cái nền giáo dục của Pháp. Do đó, khi nói chuyện đôi lúc họ chêm tiếng Pháp vào. Nghe ta cái thân phụ tôi cũng vậy, ông nói chuyện nhiều khi ông chêm tiếng Pháp vào luôn. Họ quen rồi, còn bây giờ các bạn có nghe được không? Hay là toàn luyện cái tiếng gì mình nghe mình không hiểu không ạ? Ok. Rồi, tiếp tục. Lệnh hành pháp về việc xen vào bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump, điều này có thể tin Tổng thống Trump đã biết được thông tin là máy bầu cử Dominion gian lận từ năm 2018 khi chưa có đại cử tri thì Biden và lũ về. Ok. Chưa biết được, bây giờ chúng ta chờ xem như thế nào các bằng chứng của bà Sidney Powell và ông Giuliani đưa ra nha các bạn, và ông Linwood, đó là ba cái luật sư ở ba khu vực để mà khởi kiện. Chúng ta chưa biết được, nhưng mà nghe nói là ngày thứ hai này thì Jenna Ellis là luật sư đại diện cho Tổng thống Trump sẽ có mặt tại cái phiên điều trần ở Arizona nha. Gọi Việt Nam là thao túng tiền tệ là sao? Tức là họ kiểm soát cái giá tiền tệ. Họ muốn lên hay xuống tùy theo ý họ, mà nó không lên xuống theo cái nhu cầu của thị trường. Khi nhúng vào kiểm soát tiền tệ là vi phạm trầm trọng cái quy tắc của WTO nha các bạn. Tức là nó muốn lên là lên, nó muốn xuống là xuống, mà nó không để cho cái đồng tiền nó được tự nhiên. Đó là cái mà người ta nói là thao túng tiền tệ, và nó cố tình làm cho cái tiền của Việt Nam rẻ đi và mặt hàng Việt Nam rẻ hơn, bán phá giá trong thị trường của Hoa Kỳ nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua những cái ý kiến không có cứ là chửi bới nhiều đi. Các bạn bớt những cái chửi bới đi. Mặc dù tôi biết các bạn không ưa Joe Biden, nhưng mà đưa những cái ý kiến gọi là có cái ý kiến để mà người ta còn đọc, chứ mà chửi bới thì các bạn
nhiều diễn đàn chửi bới lắm, các bạn có chửi cũng vậy thôi à, ok. Rồi tiếp tục, vụ thằng HB ở Việt Nam mấy nhạc sĩ cũng trúng kế của nó, do nên tôi mới nói các bạn là cái vụ bản quyền này chúng tôi đang làm việc, và đã có một số nhạc sĩ ở đây đã đồng ý với tôi, và tên này đã cùng với một số những kẻ khác đã tiếp cận rất nhiều nhạc sĩ. Cuối tuần hồi trong đầu tuần đó thì tôi có viếng thăm nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, tác giả của cái bản nhạc mà hôm rồi Phượng Mai với lại Khánh Hoàng hát đó, là Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên. Hay là các bạn là không biết như ở trong nước không biết bài đó đó, thì các bạn có thể biết cái bài mà Em Đến Thăm Anh Đêm 30. Anh Nguyễn Đình Toàn là tác giả của cái tác phẩm này. Thì anh Nguyễn Đình Toàn cho tôi biết trước khi tôi tới, thì một năm trước đó là công ty Phương Nam đã tiếp cận anh ta, anh, và đã đề nghị. Thì anh Nguyễn Đình Toàn rất là có duyên, anh nói một cái rất là dễ thương, mà tới giờ tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của Nguyễn Đình Toàn thôi. Anh nói rằng đó, bây giờ tác phẩm của anh nó nằm khắp nơi hết á, cả mấy trăm gần cả ngàn bản nhạc mà, thì sử dụng kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà khi sử dụng, nếu mà trong nước sử dụng, thì anh chỉ đòi có một điều kiện duy nhất mà thôi, đó là Cộng sản Việt Nam phải chính thức đăng báo xin lỗi vì cầm tù ảnh một cách vô cớ. Đó là câu trả lời của anh Nguyễn Đình Toàn, nếu muốn sử dụng nhạc của Nguyễn Đình Toàn. Thì ngay sau khi đó thì công ty Phương Nam nói rằng anh làm khó tụi em quá, như vậy đâu có được. Các bạn, chỉ một lời xin lỗi thôi nha. Đó là cái câu của anh Nguyễn Đình Toàn nói với tôi đó, là chỉ một lời xin lỗi họ còn làm không được, thì làm gì tin tưởng mà họ bảo vệ tác quyền cho mình. Một câu nói của anh Nguyễn Đình Toàn mà tôi nghe, mà tôi tới giờ là lúc này tôi vẫn còn sung sướng. Anh Nguyễn, tôi gọi là anh thôi, nhưng mà Nguyễn Đình Toàn lớn tuổi rồi quý vị, 85 tuổi rồi. Và những tác phẩm của ảnh bây giờ được xem là những tác phẩm mà kinh điển, mà chúng tôi vẫn thích những bản nhạc của ảnh. Thì tôi có đến gặp ảnh và nói chuyện với ảnh. Rồi bên cạnh đó anh cũng kể cho tôi một số những câu chuyện vui lắm, mai mốt kể cho các bạn nghe. Ví dụ như nói về nhà thơ Hoàng Cầm. Các bạn còn nhiều bạn trẻ thì không biết nhà thơ Hoàng Cầm đâu. Nhưng mà cái lớp là lớn tuổi hơn tôi á, tiền bối của tôi thì biết. Tại vì nhưng mà các bạn trẻ khi nói tới chữ lá diêu bông á, thì chắc các bạn biết ngay. Tại vì nhà thơ Hoàng Cầm là tác giả của cái bài thơ Lá Diêu Bông mà sau này đã được phổ nhạc đó. Thì vì cái bài thơ đó và một số những cái tác phẩm tương tự, nhà thơ Hoàng Cầm đã bị Cộng sản tống giam không phải liên tục, tổng cộng thôi là 26 năm tù. Cho tới giờ phút này danh dự của ông cũng bị chà đạp và chưa được phục hồi. Các bạn biết tại sao mà Lá Diêu Bông bị mà vì cái bài thơ đó không? Tại vì Lá Diêu Bông không có thật. Và ông Hoàng Cầm ví cái chủ nghĩa cộng sản nó không tưởng giống như là lá diêu bông thôi. Đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Đó là cái bài thơ của nhà thơ Hoàng Cầm mà được phổ nhạc sau này đó. Là bởi vì lá diêu bông là một cái điều không tưởng. Nó là một cái điều không tưởng. Nó không phải là một lá cái lá có thật. Cho nên ông đã dùng cái chiêu cái lời 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 văn đó để ông nói cái chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa không tưởng. Đó các bạn, vì bài thơ đó tổng cộng ông ở 26 năm tù và tới ngày hôm nay ổng cũng chưa được phục hồi danh dự nữa nha các bạn. Ok rồi tiếp tục, rồi 18 triệu phiếu đó là của người già người chết và con nít đi bầu trong anh vọng bệnh hình, tôi đâu biết được. Ok, tôi chỉ đặt cái câu hỏi đó thôi. Ok, và vì chính những cơ quan truyền thông nói là 135 triệu, CNN nè, New York Times nè, Washington Post nè, USA Today nè, LA Times nè, MSNBC nè, đều đồng loạt nói là 135 triệu cử tri ghi danh. Bây giờ lòi ra tới 153 triệu cử tri bỏ phiếu. Vậy thì 18 triệu phiếu đó ở đâu ra vậy? Ok. Rồi. Wow. Wow, lướt qua cái ghê quá. Tiền Việt Nam nước nào in vậy anh Phong? Hồi xưa thì cái tiền mà giấy polymer á thì nghe nói là Úc in cho họ, nhưng sau này phát hiện ra tham nhũng. Bây giờ Cộng sản Việt Nam tôi không biết ai tin tiền nữa. Có thể họ tự in và có thể Trung Quốc in cho họ, tôi cũng không biết được nha các bạn. Rồi tiếp tục, 73 triệu phiếu cho Tổng thống Trump là phiếu sạch, còn 80 triệu phiếu cho Joe Biden là phiếu dơ, phiếu giả hết phân nửa rồi. Ok, đó là cái mà chúng ta đều nghĩ như vậy nha. Ok, có khả năng Tổng thống Trump bổ nhiệm đại tướng Michael Flynn sau khi ân xá trong tương lai, chưa biết được, trong nhiệm kỳ 4 năm. Tại vì ổng đã thay máu bên cố vấn của tòa của Ngũ Giác Đài 11 vị trí. Thì có thể tướng Flynn sẽ có một cái vai trò mới ở trong chính quyền mới của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2. Chúng ta chưa biết được.
Nhưng mà tướng Flynn là một người sẽ phụ trách rất nhiều những cái mảng quan trọng nhất nha. Ổng là một người yêu nước và ổng đã bị Obama chụp mũ. Còn những người yêu nước khác cũng đã bị Obama chụp mũ mà chưa được tổng thống ân xá. Và chính một dân biểu của đảng Dân Chủ đã kêu gọi tổng thống ân xá. Đó là ông Snowden, Edward Snowden. Người mà bị làm cho cơ quan NSA, tức là cơ quan an ninh quốc gia đó, mà mấy năm trước đã explore những cái hoạt động mờ ám của cơ quan này khi mà họ sử dụng chính trị để mà làm những cái chuyện bất hợp pháp đó, thì ổng đã bị ông Obama chụp mũ cho tội phản quốc và bây giờ phải sống lưu vong bên Nga đó nha. Ok, rồi tiếp tục lướt qua nhiều. Nghe câu chuyện tôi nhớ hai lần ông đánh cờ tướng, biết mình yếu hơn đối phương chỉ có một cách là đi nước dùng cờ tay rồi giờ cờ của đối phương. Ngay bầu cử của Mỹ cũng vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Ok, rồi lướt qua các cái chuyện mà gọi là mua bằng đi nha các bạn. Chuyện đó thì chúng ta đã biết rồi, không cần nhắc lại trong đây đâu. Những người đứng ra làm nhân chứng gian lận phía bị đe dọa tính mạng, tổng thống có ai bảo vệ cho họ? Sau khi mà họ đứng ra làm nhân chứng một cách công khai rồi thì bắt buộc là sẽ có yêu cầu bên Bộ Tư pháp sẽ phái người bảo vệ cho họ nếu cần thiết và có sự yêu cầu của họ nha các bạn. Rồi, wow, mong chú nói về tổng hợp một clip miền Nam ngày xưa và các nghệ sĩ ngày xưa. Hy vọng tôi sẽ có cái chuyện nói về những cái, lâu lâu sẽ mở một cái chương trình đặc biệt để nói về cái văn hóa miền Nam ngày xưa cho các bạn nghe, tại nhiều các bạn không hiểu nha. Ok, Vụ Lá Diêu Bông em mới nghe lần đầu vì bài thơ này mà bị cầm tù ghê thiệt. Đúng, tại vì lúc đó nhà thơ Hoàng Cầm đã đưa ra cái bài thơ này và ông ví cái chủ nghĩa cộng sản giống như cái lá diêu bông, nó là cái lá không có thật ở trên đời. Bởi vậy cái trong cái câu hát các bạn nghe không, đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng, thì đó là tại vì là ông nói là cái chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa không thể thực thi được. Chính vì bài thơ này và một số những cái tiểu phẩm khác của ông mà cộng sản đã kết án tù ổng và tống giam ổng nhiều lần, tổng cộng 26 năm. Mà cái điều đặc biệt này là anh Nguyễn Đình Toàn có kể cho tôi nghe, quý vị thấy thâm thúy của những nhà thơ ngày xưa chưa? Anh kể cho tôi nghe khi mà cái lần mà anh mà nguyện mà nhà thơ Hoàng Cầm bị công an cộng sản và tới bắt đó, ở ngoài bắc á, thì ổng đem tất cả những tác phẩm của ổng á, ổng cuộn lại thành một cái cuộn như vậy nè, ổng lấy dây ổng thắt, xong ổng treo lên cái sàn nhà, thì ổng gọi là thắt cổ tác phẩm, tức là tôi tự tay tôi thắt cổ tất cả những tác phẩm của tôi, ông treo lên sàn nhà. Thì các bạn thấy cái thâm thúy của những thi văn ngày xưa, những tôi phải gọi là những người đó là những kẻ sĩ, những sĩ phu thời đại, họ dám can đảm trong cái thời điểm đó và cuối cùng họ trả giá. Tới bây giờ các bạn thấy nhiều người vẫn chưa được phục hồi danh dự trong cái vụ án mà nhân văn giai phẩm ở ngoài Bắc thời điểm đó, dưới sự gọi là sắc máu của Trần Bạch Đằng với lại Trần Huy Liệu, thì lúc đó là nhiều văn nghệ sĩ đã bị chụp mũ và đã phải trả giá trong nhà tù, có người chết trong nhà tù. Trong đó thì không những có Hoàng Cầm, rồi có cả Trần Dân, rồi có cả Hữu Loan, nhà thơ Hữu Loan tác giả của Đồi Hoa Sim đó, tác giả bài thơ Đồi Hoa Sim mà được phổ nhạc đó, thì những người này họ đều bị cầm tù và cuối cùng họ đã không có được phục hồi danh dự nha các bạn. Rồi tiếp tục, wow, hồi xưa miền Nam Sài Gòn toàn ăn sô cô la uống sữa của Mỹ không? No, sô cô la là của Âu Châu, Mỹ thì ít lắm, nhưng mà sô cô la của Âu Châu rất là nhiều, tại từ Pháp đưa về rất là nhiều nha. Ok, em cũng mới biết lá diêu bông. Ok, các bạn đừng nghe tin giả rồi đưa vô đây nha. Luật 230 nói về vấn đề gì? Không phải là luật mà nó là cái session nằm trong cái bộ luật về truyền thông và viễn thông năm 1996 mà Bill Clinton đã ban hành. Trong đó có cái session, tức là có cái chương 230 là cho phép các cơ quan, các công ty về internet và mạng xã hội không bị khởi kiện bởi người dân. Nó được bảo vệ bởi đạo luật này. Chính vì cái đạo luật này mà bây giờ mạng xã hội Facebook và Twitter đã sử dụng đạo luật này là cái bình phong để mà kiểm duyệt tất cả những tiếng nói trên Internet. Do đó Tổng thống Trump kêu gọi hủy bỏ cái session 230 này là như vậy nha. Rồi tiếp tục, wow, anh Phong nói phải có dòng chữ tiếng Anh chạy dưới màn hình để tiện bài học Anh ngữ luôn. Không phải dễ đâu, tại vì cái đó là cái của YouTube làm chứ với lại Facebook, chứ tôi không có can dự gì trong cái chuyện đó nha các bạn. Rồi ok, lá diêu bông không có thật anh, ở đá qua tôi mới nói. Ok,
Rồi bây giờ mình bước qua YouTube đi. Nãy giờ mình đọc bên Facebook khá nhiều rồi. Bên YouTube thì không biết là các bạn vô như thế nào đây nha. Ok, cho tôi rà lại cái bên YouTube đi. Việt Nam mình giỏi tiếng Pháp lắm anh Phong. Ấy lúc nào cũng alo không à. Ok. Rồi. Lướt qua những cái cuộc chiến của bà Powell còn nhiều màn hấp dẫn bà con ơi. Ông Trump không phải là điều tướng Chris Miller vô cớ đâu. Ok, chưa biết được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà sa thải Mark Expert để ông đưa ông Chris Miller vô là Christopher Miller đó, là do vấn đề ông Mark Expert đã không hoàn tất được cái vai trò của ông. Trong lúc mà Tổng thống Trump đang muốn sắp đặt lại một cái nền tảng để chuyển trục về Á Châu mà Mark Expert đã không đáp ứng được cái thời gian và hoàn tất được công việc. Sau cái chuyến viếng thăm Ấn Độ, ông đã không đạt được một cái thỏa thuận nào phía Ấn Độ. Cộng thêm trước đó ông phản đối việc Tổng thống Trump rút quân ra khỏi chiến trường Afghanistan. Thì đây là những cái điều mà ông Mark Esper bất đồng với ông Trump và không còn phù hợp làm việc với ông Trump nữa. Do đó ông Trump sa thải ông ta nha. Ok. Rồi cảm ơn John Lee đóng góp 10 Mỹ Kim. Ok, rồi. Ở miền Bắc cái gì đây? Lương thấp, lương thì thấp, mức sống thì cao. Ở miền Nam lương theo thời gian, mức sống ổn hơn miền Bắc. Nên gọi miền Nam là chốn thiên đường của đất nước. Ok, cái đó tùy các bạn. Tại vì các bạn sống ở Việt Nam không phải tôi. Tôi đã sống rời khỏi Việt Nam 35 năm rồi. Gần 40 năm rồi. Cho nên bây giờ tôi không biết tình hình của Việt Nam ra sao cả. Các bạn là những người sống trực tiếp với đời sống bên đó. Nên các bạn ta cảm nhận hơn tôi. Rồi, nếu ông Biden xài tiền của quỹ GSA sau khi ông không trúng cử thì có trả lại số tiền đó không anh? Tôi chưa biết được. Nhưng mà trên nguyên tắc thì sẽ không có ai đòi lại số tiền đó. Bởi vì ông ta cũng không có xài riêng. Ông ta chỉ chi cho vấn đề mà tuyển chọn người cho cái nội các của ông ta. Nhưng mà bây giờ không được rồi thì thôi. Tôi không nghĩ rằng là có việc đòi lại đâu các bạn nha. Tại sao Tổng thống Trump sa thải 11 cố vấn an ninh về Anh Phong? Liệu những cái này có liên quan tới Trung Quốc không? Họ không có liên quan tới Trung Quốc. Họ cũng không phải là cố vấn về an ninh. Họ là cố vấn của Bộ Quốc phòng. Trong Bộ Quốc phòng có nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì những người này đó đa phần là những ngoại trưởng. Họ có nhiệm vụ cố vấn khi Bộ Quốc phòng cần tới cái thông tin ở một quốc gia nào mà họ từng là chuyên gia đó, thì họ đóng góp ý kiến và họ đưa ra cái phân tích, thì họ cái nhiệm vụ của họ là như vậy. Nhưng trong cái phần đóng góp ý kiến, có thể cái ý kiến chủ quan của họ không phù hợp với lại cái chủ trương bây giờ của Ngũ Giác Đài. Do đó ông Trump sa thải là chuyện bình thường nha các bạn, không có gì gọi là big big deal cả, tại vì họ chỉ là cố vấn thôi, họ không có được nhúng vào công việc của Ngũ Giác Đài nha. Rồi wow. Sắp tới Việt Nam bị giáng vào thao túng tiền tệ, Việt Nam có bị gì không cũng sẽ bị trừng phạt. Tức là sẽ có sự trừng phạt. Một là họ phải đóng số tiền lên tới 455 triệu Mỹ Kim, đóng tiền phạt cho cái tội thao túng tiền tệ và đã dẫn tới việc phá giá hàng của Việt Nam trong thị trường Mỹ. Còn hai là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đánh thuế một số những mặt hàng của Cộng sản Việt Nam để trừng phạt về việc mà đã thao túng tiền tệ để mặt hàng Việt Nam phá giá nha các bạn. Rồi tiếp tục. Các bạn đừng lộn nhà thơ Hoàng Cầm và nhạc sĩ Hoàng Cầm hai người khác nhau nhé. Nhạc sĩ Hoàng Cầm là một người Lai. Ông đang sinh sống tại Houston. Ông có những bản nhạc rất nổi tiếng mà lâu lâu Phượng Mai có hát. Đó là nhạc sĩ Hoàng Cầm khác và là kịch sĩ. Còn thi sĩ Hoàng Cầm khác nha các bạn. Ok, đừng có lộn hai người này nha. Rồi tiếp tục. Nếu dư ra 20 triệu phiếu bầu cho Biden là do những người chết đội mồ lên làm tổng thống âm binh. Ok, rồi. Mọi dự đoán tranh cử trong chương trình Trần Nhật Phong đều sai, trong đó có tôi. Chúng ta dự đoán sai do chúng ta không đoán được gian lận của một số đảng viên theo dân chủ. Thì tôi đã nói tất cả dự đoán đều là chủ quan, có sai có đúng. Tất cả dự đoán đều có sai có đúng. Chúng ta không thể nào cho tự cho mình là đúng cả. Có những lúc tôi đoán đúng, có những lúc tôi đoán sai. Mình phân tích nhưng mà có những chuyện bên ngoài sự phân tích của chúng ta, giống như bạn vừa nói là sự gian lận, nó nằm ngoài cái sự dự tính của chúng ta. Thì làm sao chúng ta biết được? Do đó những cái dự tính của mình là không đúng. Tuy nhiên, nếu mà nói là tổng thống thắng landslide thì đúng. Nếu mà cộng tất cả những tiểu bang đang bị gian lận phiếu này lại, thì quý vị thấy rõ ràng tổng thống Trump đã có trên 300 mấy cử tri đoàn. Ông thắng landslide luôn. Rất là rõ ràng, nhưng mà tình trạng gian lận nó làm cho mọi việc bất ngờ. Nguyễn Đình Toàn cũng là nhà văn nổi tiếng miền Nam trước 75, ông viết rất hay và rất nhiều. Nguyễn Đình Toàn vừa là nhà văn, vừa là nhạc sĩ. Do đó, cái lời nhạc của ông viết rất là sâu sắc. Lời nhạc của ông viết rất là sâu sắc. Và khi mà tôi ghé thăm anh Nguyễn Đình Toàn thì anh đóng sẵn mỗi một tập nhạc như vậy đó là khoảng chừng gần 100 bài. Và anh có 10 tập nhạc như vậy đã đóng sẵn thành một cái rất là đẹp. Và phải nói là những người đó họ rất là kỹ.
Thì tôi hy vọng rằng thời gian tới sẽ được sử dụng nhiều hơn để khán giả ở Việt Nam và ở những nơi khác biết tới dòng nhạc của Nguyễn Đình Toàn. Nguyễn Đình Toàn là một trong những cái tên tuổi lớn của văn nghệ sĩ miền Nam. Anh là người Bắc di cư. Anh là người Bắc di cư và anh là một trong những cái vị mà tiền bối của cái ngành văn văn học nghệ thuật và kể cả trong cái lĩnh vực mà âm nhạc của Việt Nam nha các bạn. Rồi cảm ơn một người bạn kế tiếp là Đan Hồ đóng góp 5 Mỹ Kim nha. Bài thơ Bên kia sông đường của nhà thơ Hoàng Cầm được Cộng sản đưa vô tuyên truyền cho việc đánh Pháp vẫn có. Ví dụ như Cộng sản Việt Nam vẫn ca ngợi cái bài thơ của Quang Dũng. Nhà thơ Quang Dũng là một người đi chống Pháp, nhưng bài thơ có những bài thơ của anh lại không được Cộng sản dùng. Cộng sản dùng bài Tây Tiến của anh, của nhà thơ Quang Dũng. Nhưng mà cái bài mà Đôi mắt người Sơn Tây thì Cộng sản đâu có cho dùng. Mà các bạn nhớ cái bản Đôi mắt người Sơn Tây mà Phạm Đình Chương phổ nhạc không? Thì cái gì em ở Thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi đó. Thì cái bài thơ đó là bài thơ của nhà thơ Quang Dũng, rất nổi tiếng trong miền Nam, nhưng mà ngoài Bắc người ta không biết bài thơ đó. Bởi vì Cộng sản thời điểm đó nó dùng những bài thơ nào có lợi cho cái chủ trương của nó và nó ép lại hết tất cả những bài thơ khác. Và nhiều nhà thơ phản kháng đã bị trù dập trong cái trận gọi là nhân văn giai phẩm và khiến cho nhiều người đã bị thủ tiêu. Và năm 1946 hay 47 theo tôi nhớ không lầm thì nhà văn Khái Hưng đã bị Cộng sản thủ tiêu. Nhà văn Khái Hưng là người đã sáng lập cái phong trào tự lực văn đoàn mà sau này chúng ta thấy có nhiều cái tên tuổi lớn như là Nhất Linh đó, thì họ đã bị Cộng sản thủ tiêu năm 1946 47 gì đó. Thì các bạn, thì nói chung đối với lại Cộng sản, tại vì họ xuất thân là thất học, do đó thành phần trí thức và những kẻ sĩ và những sĩ phu đa phần lại là kẻ thù của họ, cho nên họ trù dập rất là nhiều nha. Ok rồi, wow, lướt qua những cái đề tài nha. Joe Biden và Đảng Cộng sản Dân chủ trả lời cho nhân dân Mỹ biết thế giới rằng đảng của Joe Biden có gian lận phiếu bầu hay không. Cho tới giờ phút này ông ta vẫn chưa trả lời cái thách thức của Tổng thống Trump thì chúng ta chưa biết như thế nào nha. Ok. Sao triều đại của Tổng thống Trump 2024 trở về sau những đời tổng thống, những thứ mà Tổng thống Trump cố gắng thiết lập có bị mất hay không, nước Mỹ sẽ quay về vùng màu xám. Nếu mà Tổng thống Trump ngồi thêm 4 năm nữa, tôi nghĩ rằng là sẽ càng lúc chúng ta có minh chính phủ minh bạch hơn và nó sẽ buộc tất cả các chính trị gia phải tuân thủ những cái quy tắc minh bạch. Và tôi nghĩ rằng là khó có thể nó quay trở lại được vùng màu xám lắm. Even phía đảng Dân Chủ thắng, họ cũng khó có thể quay trở lại vùng màu xám lắm. Bởi vì lúc đó người dân Mỹ đã ý thức được lá phiếu, rồi các thành viên đảng Cộng Hòa cũng đã bắt đầu có được cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trên mặt trận truyền thông và xã hội. Thì lúc đó nó sẽ khác các bạn nha. Ok. Rồi, lướt qua. Tại miền Nam, ok. Rồi, thật sự thì các bạn, những người phổ nhạc nó khác, còn cái bài thơ nó khác, ok. Có những bài thơ được phổ nhạc, ví dụ như lúc nãy tôi có nhắc với các bạn, Đôi mắt người Sơn Tây mà Phạm Đình Chương đã phổ thành bản nhạc đó, thì nó nổi tiếng ở miền Nam. Nhưng mà cái bài thơ khi các bạn đọc nó vẫn hay hơn. Bài thơ tôi nhớ mang máng tại vì tôi không nhớ hết, lâu quá rồi. Cái bài thơ này tôi đọc của Quang Dũng đó, ok. Em ở Thành Sơn chạy vặt về, giặt về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi đó. Rồi cái bài thơ đọc rất là xúc động, một cái đoạn thơ rất là dài, và nếu mà có dịp nhớ tôi sẽ đọc lại cho các bạn nghe nha. Bây giờ nhớ lâu quá rồi là không có nhớ nữa. Bài thơ Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan cũng chung số phận với lá dưa bông. Yes. Nhưng mà Hữu Loan vẫn may mắn hơn. Những bản nhạc, những bài thơ của ông đã được phổ nhạc từ sớm, còn Hoàng Cầm thì sau này mới được phổ nhạc. Còn những bài thơ của Hữu Loan đã phổ nhạc từ sớm, do đó thì vẫn có một cái may mắn hơn nhà thơ Hoàng Cầm nha. Ok. Rồi, theo anh cuộc bầu cử Mỹ lần này sẽ sử dụng lá phiếu của đại cử tri. Tôi nghĩ kết cuộc sẽ lên tới đại cử tri. Tất cả hai ứng cử viên, Tổng thống Trump và Joe Biden sẽ có thể sẽ nằm dưới mức 270 cử tri đoàn và cuối cùng sẽ đưa vào quốc hội để cho đại cử tri bỏ phiếu. Đây là cục diện mà tôi nghĩ rằng cái khả năng xảy ra của nó cao hơn so với lại việc mà thân cử tri đoàn từ ông Joe Biden qua ông Trump vì là gian lận. Thì tôi nghĩ rằng đại cử tri bỏ phiếu là cái chuyện là tương đối là nó hợp lý hơn nha.
tướng Flynn sẽ giữ chức vụ gì sau khi được tổng thống ân xá? Chưa biết được. Tại vì có thể ông sẽ có một vai trò mới trong cái chính phủ mà nhiệm kỳ 2 của tổng thống Trump, nhưng cũng có thể ông sẽ không có vai trò nào hết. Chúng ta chưa biết được vai trò của tướng Flynn, nhưng mà ít ra ông cũng sẽ là một cố vấn tốt cho tổng thống Trump nha các bạn. Rồi, sau khi bầu cử Hoa Kỳ thì Việt Nam lộ rất nhiều nhà dân chủ thổ tả xưa nay mang danh nhà đấu tranh. Thì các bạn, họ đấu tranh vì cái gì? Họ đấu tranh vì sự công bằng và minh bạch. Bây giờ họ thấy sự công bằng và minh bạch bị xâm phạm mà họ vẫn tiếp tục bịt mắt và hùa theo đảng Dân Chủ. Thì các bạn biết họ thuộc dạng đấu tranh gì rồi. Họ mượn danh nghĩa đấu tranh để họ quyên tiền thôi. Và mượn cái việc mà Cộng sản cô lập họ để họ sống bằng đồng tiền của những người ở hải ngoại gửi về cho họ thôi. Rất nhiều thành phần này ở trong đó. Do đó tôi không có tin nhiều lắm. Ok, có một số người tôi rất kính trọng, nhưng mà đa số phần còn lại tôi không có mặn mà lắm với những người đó. Tại vì những người đó là du quyên tiền, nhờ những cái tổ chức ở hải ngoại gây quỹ cho họ, quyên tiền đóng góp cho họ, nuôi họ sống. Rồi để ngày hôm nay họ quay ngược trở lại, họ chửi thẳng vào mặt cộng đồng. Họ nói rằng tiền đóng góp của mình là tiền yêu nước của mình, trách nhiệm của mình đó. Ok các bạn, những cái đó đối với tôi là không có ý nghĩa gì cả. Cái mà tôi cần tranh đấu cho Việt Nam là sự nâng cao cái trình độ tri thức của những người bạn trẻ trong Việt Nam bị tụi nó che đậy, không biết được. Thì cái cách tranh đấu của tôi là đem làm sao cho họ hiểu biết được nhiều hơn. Đó là cách duy nhất tôi làm. Tôi chọn con đường khác, tôi đưa tin cho các bạn, tôi phân tích tình hình và tôi đưa ra những cái ý kiến chủ quan của tôi. Mục đích của tôi là tôi nhắm vào những bạn trẻ trong Việt Nam nhiều. Bởi vì những bạn trẻ trong Việt Nam họ bị một cái đám mây mù dày đặc, từng lớp một che đậy họ. Họ không có thoát ra được. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là họ sinh ra lớn lên và phục vụ cho chế độ đó thôi. Cho tới khi mà họ nhìn thấy được cục diện của nhiều quốc gia, rồi những cái tiêu cực lẫn tích cực của các quốc gia khác, họ đối chiếu so sánh với cuộc sống của họ. Họ từ đó họ sẽ có kiến thức, và khi có kiến thức tôi tin rằng họ can đảm thay đổi xã hội. Do đó tôi không thích những cái kẻ mà mượn danh đấu tranh để rồi bây giờ các bạn có thấy được bản chất của họ nha. Rồi tiếp tục. Wow, các bạn vô khá nhiều và có nhiều kẻ bị starbomb nhiều quá, bị block là đáng chịu nha. Wow, theo anh thì Cộng sản nó duyệt cho đốt pháo hoa vào dịp lễ Tết thì vì sao? Do nó hết tiền phải bón tiền trong dân, lý do nào đó? Các bạn nghĩ đi, nó cấm từ năm 1996. Trong khi trước 75 chúng ta ở trong miền Nam mỗi lần đốt pháo có vấn đề gì không? Bây giờ nó mượn danh đốt cấm đốt pháo vì nhiều người không biết cách đốt pháo gì đó, rồi làm cho xã hội bị loạn rồi tùm lum chuyện đó. Nó mượn danh nghĩa nó cho là nguy hiểm, nó cấm đốt pháo. Nhưng mà các bạn, thực sự cái ngành pháo đó, nó lúc đó tụi nó rất sợ. Tại vì ngành pháo liên hệ tới thuốc nổ. Và có những cái cuộc gọi là, thời điểm đó có những cái cuộc gọi là chống lại Cộng sản bằng bạo lực. Do đó nó mượn danh nghĩa cấm pháo để nó có thể kiểm soát thuốc nổ. Rồi cái lệnh đó kéo dài mấy chục năm rồi. Bây giờ nó thấy rằng là cái xu thế đó không còn nữa. Thì bây giờ có thể, tôi không biết được, nhưng mà cho tới giờ phút này nó vẫn sợ lắm. Nó không dám cho bán pháo tự do đâu. Tại vì dính dáng tới thuốc nổ đó các bạn nha. Ok. Rồi wow, lướt qua một cái khá nhiều. Tại vì đây, NTD News đưa tin Tổng thống Trump có ký xác lệnh gì đó năm 2018 cho phép Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép quan chức bắt giữ người có gian lận bầu cử có yếu tố nước ngoài. Thông các bạn, cái đạo luật được tu chính năm 2018 là cái đạo luật FISA. Nó được tu chính chứ không phải là Tổng thống Trump ban hành xác lệnh gì cả. Tuy nhiên, ở trong cái quyền của Tổng thống, khi Tổng thống có cái quyền không cần phải ban hành luật lệ nào hết, mà hiến pháp cho phép Tổng thống có cái quyền ký xác luật về khẩn cấp quốc gia, tức là National Emergency. Mà khi ký cái xác luật này thì Tổng thống có toàn quyền trưng dụng tất cả mọi thứ để đối phó với tình hình mà Tổng thống cho rằng gây nguy hại cho quốc gia. Ví dụ như khủng bố, ví dụ như thiên tai bão lụt, hay là có những cái đe dọa tới an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ, thì Tổng thống có quyền sử dụng cái National Emergency. Đó là quyền được quy định trong hiến pháp. Do đó không có xác lệnh nào 2018 mà liên quan tới vấn đề cái quyền của Tổng thống cả. Tại Tổng thống không thể tự ký quyền cho mình. Quyền của Tổng thống được quy định trong hiến pháp nha các bạn. Rồi tiếp tục. Trước năm 1975 chữ khổ mình đọc ca hát xong rồi mới khổ, sau 75 chữ khổ đọc là khổ khô hội khổ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Văn hóa miền Nam làm sao mất được?
Nó không mất ở trong lòng dân, nó vĩnh viễn không mất, nhưng mà nó đã mất trên mặt trận báo chí các bạn. Tất cả báo chí nằm dưới sự kiểm soát của ban tuyên giáo đồng loạt đều không sử dụng chữ của miền Nam. Đó là sự thực tế. Các bạn bị ở bất cứ một tờ báo nào của Cộng sản Việt Nam ra, tại vì báo chí trong ở trong Việt Nam không được phép có báo chí tư nhân, chỉ có báo chí phục vụ cho Đảng Cộng sản thôi. Do đó tất cả những báo chí của Cộng sản Việt Nam họ không dùng chữ của miền Nam Việt Nam. Họ chỉ dùng chữ của họ ở ngoài Bắc, và những chữ nào mà họ thấy không có được họ kiếm những cái chữ khác họ thế vô. Họ dứt khoát không có dùng chữ miền Nam. Do đó về mặt mà nguyên tắc đó thì là văn hóa của miền Nam không bao giờ chết trong lòng những người dân miền Nam, mà nó còn bùng phát mạnh mẽ nữa. Nhưng mà trên mặt trận chữ nghĩa báo chí và truyền hình đó thì nó sử dụng toàn bộ là ngôn ngữ ngoài Bắc và nó giết sạch ngôn ngữ của miền Nam nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow. Những người bị giáng chức bộ trưởng quốc phòng của đảng này mà đảng sau không trọng dụng thì họ trở thành thường dân. Tất cả đều là thường dân hết. Sau khi rời khỏi chức vụ họ không có vai trò gì, họ là thường dân bình thường nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua nhiều thứ quá. Người miền Bắc vẫn còn dị ứng với cái tên Việt Cộng lắm, nhưng chúng ta cứ gọi Việt Cộng hoài họ sẽ hiểu ra thôi. Cảm ơn các bạn. Các bạn có quyền dùng, nhưng mà tôi nói với các bạn là nếu mà các bạn sử dụng nhiều cái ngôn ngữ miền Nam thì nó sẽ trở thành phổ thông trở lại, và cái thế hệ con cháu mình nó sẽ biết được cái ngôn ngữ thật sự của miền Nam chúng ta nha. Ok. Tôi là người gốc Bắc. Tôi nói các bạn rất nhiều lần, tôi là gốc Bắc, nhưng mà tôi sinh trưởng ở miền Nam và tôi sinh trưởng dưới cái lá cờ ở bên đây của tôi. Do đó, nói gì nói tôi là công dân của lá cờ này. Và sau này qua Mỹ tôi là công dân của Mỹ. Ok. Chứ tôi chưa bao giờ là công dân của Cộng sản cả. Ok. Rồi tiếp tục. Theo anh, Israel và khối Ả Rập có thật lòng hòa giải hay không, hay chỉ nể mặt ông Trump và Hoa Kỳ? Trên nguyên tắc là họ không phải nể mặt ông Trump, mà họ vì cái quyền lợi áp lực của ông Trump thì đúng hơn, buộc họ phải có một cái thỏa thuận hòa bình với lại Israel. Thì đương nhiên về mặt bằng mặt không bằng lòng là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà rồi sẽ giữ cho cái tình hình Trung Đông được ổn định hơn, ít nhất trong một vài thập niên tới, cho tới khi mà tình hình nó biến hóa mới. Nhưng mà ít nhất bây giờ thì họ đã bị áp lực của Tổng thống Trump nhiều hơn, chứ không phải là nể mặt Tổng thống Trump đâu. Họ bị áp lực bởi quyền lợi. Ví dụ như Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, từ xưa tới nay hồ sơ nhân quyền của họ dày cọ mà. Thì Tổng thống Trump đã áp lực họ. Rồi thứ hai là họ rất muốn mua F-35 của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ không bán. Không bán bởi vì Hoa Kỳ không muốn họ gì sử dụng F-35 tấn công Do Thái, mà Do Thái cũng đang sử dụng F-35 của Hoa Kỳ nữa. Do đó họ không bán cho tới khi họ rất là muốn. Thì bây giờ họ muốn nâng cấp quốc phòng của họ, họ muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ thì họ phải chấp nhận cái điều kiện là ban giao với Do Thái, không đe dọa tới Do Thái, và tất cả những vũ khí họ mua không được phép sử dụng tấn công Do Thái. Thì sau đó Tổng thống Trump bán F-35 cho họ. Thì đó là những cái quyền lợi họ muốn và họ phải chấp nhận lại. Thì cho tới giờ phút này thì họ vẫn đang nằm dưới cái áp lực của Tổng thống Trump nhiều hơn là nể mặt ông Trump. Nhưng mà đường dài tôi nghĩ rằng họ sẽ kính trọng ông Trump, bởi vì cái áp lực này của ổng tuy rằng có tính chất áp lực, nhưng mục đích của Tổng thống Trump là tốt, đem lại cái nền hòa bình cho Trung Đông. Rồi những chuyện khác còn bất đồng hay là còn những cái gì đó có thể đặt lên bàn chính trị và ngoại giao để giải quyết, thay vì dùng cây súng nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Nếu là miền Nam thì hãy khôi phục lại ngôn ngữ thời Việt Nam Cộng Hòa, còn miền Bắc có thể khôi phục ngôn ngữ trước 1945-1954 là chính sách thoát cộng hay nhất. Do đó tôi vẫn mong tất cả các bạn tìm cách khôi phục lại và sử dụng những chữ đó, thay vì những chữ của Cộng sản dùng trên báo chí bây giờ. Các bạn, cái người Bắc ở ngoài Bắc mà vào Nam năm 54 đó, các bạn nghe cái giọng Bắc họ sang không? Rất là sang. Còn cái giọng Bắc bây giờ nó chua vô cùng. Lý do là bởi vì lúc đó khi mà họ sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc đó, họ đã được huấn luyện, họ đã được giảng dạy cái cách phát âm làm sao cho tròn chữ, làm sao cái phát âm nó sang. Họ được giảng dạy đàng hoàng, cho nên đa số những người Bắc mà di cư vào Nam năm 45 hoặc năm 54 đó, họ có cái giọng Bắc rất là sang. Còn bây giờ các bạn nghe cái giọng miền Bắc của đám trẻ lớn lên sau này đó, họ không được huấn luyện, thả ra ngoài xã hội muốn nói kiểu gì nói, muốn dùng giọng gì kiểu gì, giọng nó quen rồi. Cho nên bây giờ các bạn nghe cái âm hưởng mà ở ngoài Hà Nội đó nó chua vô cùng. Những người sinh tại Hà Nội đó, trong khi đó
Ở trong đây mà tôi có quen một số những người mà xuất thân từ Hà Nội á. Ngày xưa có bác Thạch Kiên. Bác Thạch Kiên được xem là công tử Hà Nội đó. Công tử Hà Nội là sao? Lúc nào cũng mặc cái áo vest thẳng nha, có khăn mua xoa ở trên đây, giày là bóng lưỡng soi gương. Tức là cái thời mà công tử Hà Nội đó các bạn. Cái thời đó người Bắc họ dùng chữ rất là sang. Họ dùng chữ rất là sang. Còn bây giờ các bạn nghe cái giọng mà dân sống tại Hà Nội và sinh ra tại Hà Nội sau 75 hay là sau 80 gì đó, hay là sau đó đó, sau năm 1954 á, các bạn nghe cái giọng Bắc của họ rất là chua. Tôi nghe tôi còn chịu không nổi mà. Trong khi mà mình nghe những cái giọng mà Bắc di cư đó thì cái giọng họ sang lắm. Đó hôm trước các bạn thấy cái chương trình của anh Tuấn Anh ở trên cái chương trình của Phượng Mai đó, cái giọng Bắc rất ấm và rất sang. Hay là Vũ Khanh, những cái giọng đó rất là sang các bạn nha. Ok. Rồi tiếp tục, từ khi ông Trump lên làm tổng thống, nhiều hãng truyền thông rớt mặt nạ. Nghĩ lại trước 75, đám truyền thông tổ tả này suốt ngày phản chiến mà Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Yes, tôi nói với các bạn, tội ác của truyền thông cánh tả đối với 20 triệu quân dân miền Nam chưa tới lúc phải xử họ. Sẽ tới lúc, sẽ bây giờ họ mới rớt mặt nạ thôi. Tới lúc mà chúng ta đợi đến lúc mà Tổng thống Trump thắng cử nhiệm kỳ 2 và cái cục diện của Hoa Kỳ đi theo một cái hướng khác rồi đó. Lúc đó những cái tội ác của họ chúng ta sẽ phanh phui ra cũng không muộn. Dù nó trễ mấy chục năm, nhưng mà những kẻ này sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người Việt Nam. Bởi vì những cái bẻ ngòi bút của họ trong thời chiến tranh Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng sẽ không lâu lắm đâu các bạn. Ok. Rồi, wow, đẩy lên khá nhiều. Máy Dominion chuyển phiếu bầu cho Biden, xóa phiếu bầu Tổng thống Trump. Chưa biết được, bây giờ phải chờ bà Sidney Powell chứng minh những điều này. Từ trước cái giờ chúng ta đã nghe nói rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta chờ sự chứng minh này nha. Và bây giờ tôi đang chờ nhân chứng của bà điều trần một cách công khai về cái cách sử dụng cái máy Dominion Voting Software. Ok. Rồi, tiếp tục. Rất thích dòng miền Nam. Luật sư Sidney Powell và tướng Colin Powell có hạng gì không? Không, họ cùng họ thôi. Colin Powell là người da đen, còn bà Powell là người da trắng nha các bạn. Họ cùng họ với nhau thôi nha. Giọng Bắc Nam Tư của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức nghe ấm và ok. Cảm ơn các bạn. Tôi đã nói các bạn là tại vì cái thời điểm đó những người đó họ nằm dưới cái môi trường giáo dục của Pháp. Do đó họ được huấn luyện từ cách ăn, cách nói, cách phát âm, dù là tiếng Việt đâu đó là rõ ràng lắm. Bởi vì khi mà họ quen rồi, từ nhỏ tới lớn họ quen cái lối phát âm đó rồi. Mặc dù họ tới từ Hưng Yên, quê nhà của tôi, quê nội tôi, hay là họ tới từ Thái Bình, quê ngoại của tôi, Nam Định, quê ông ngoại của tôi, hay là Hà Nội, thì họ đều có chung một cái ngôn ngữ rất là sang. Bởi vì họ được giảng dạy và được dạy dỗ từ bé. Còn sau này đó không có dạy dỗ, không có ai dạy dỗ về ngôn ngữ cho họ cả. Do đó muốn phát âm kiểu nào phát âm, rồi bây giờ các bạn nghe cái giọng rất là khó chịu nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, trong tương lai bầu cử ở viện, tôi không có nhu cầu chính trị, tôi thích làm về truyền thông và về giải trí nhiều hơn. Đó là cái khả năng của tôi, nhưng cái mà bình luận cho các bạn là cái suy nghĩ và những cái tư tưởng về chính trị thì tôi có, nhưng mà tôi lại không tham gia chính trị nha. Ok. Có nhiều người đẩy tôi lắm, nhưng mà tôi nói, tôi hứa với thân phụ của tôi là không tham gia chính trị ở bất cứ một góc cạnh nào. Tôi có thể đấu tranh về mặt xã hội. Tôi có thể đấu tranh về mặt xã hội, đó là trong máu rồi, thoát không được. Nhưng mà để mà tham gia chính trị á, thì tôi có hứa với thân phụ của tôi là không tham gia chính trị. Ok, do đó, chịu thôi các bạn, nha. Tiếp tục, wow. Cách nào chọn 538 đại cử tri, không phải 538 đại cử tri, mà 538 cử tri đoàn thì đúng hơn. Còn đại cử tri chỉ có 50 thôi, nha, ok. Tôi đã phân tích hôm trước rồi, các bạn vào lại cái chương trình, mấy cái chương trình giải thích của tôi đã giải thích cử tri đoàn như thế nào rồi nha. Bây giờ không giải thích lại nữa, mất thời gian. Wow. Việt Nam thống nhất nên Nam Bắc là đều là một, không nên phân biệt nha anh. No. Sự thống nhất này nó không phải là sự thống nhất mà là sự cưỡng chiếm. Đối với chúng tôi, nó là sự cưỡng chiếm. Sự cưỡng chiếm bằng súng đạn, bằng vũ lực. Chứ nó không phải là cuộc thống nhất. Thống nhất là phải có người dân đồng lòng. Còn cái này họ bị cai trị, miền Nam đang bị cai trị. Do đó đừng dùng chữ thống nhất với tôi. Và thứ hai, văn hóa sự khác biệt, đúng, Nam Bắc thì không phân biệt. Nhưng mà cái văn hóa giáo dục đó đã tạo ra sự khác biệt.
Bởi vì cái văn hóa giáo dục của miền Nam và những người trước năm 1954, họ được giáo dục rất đàng hoàng bởi một cái chương trình giáo dục pha trộn giữa Nho học và Pháp. Do đó, họ có đời sống rất chuẩn mực và cái phát âm cho đến cách dùng chữ rất là đúng. Còn cái giáo dục của Cộng sản sau năm 1954 ở ngoài Bắc, nó bế tắc. Nó thuộc dạng gọi là đa số những kẻ đứng đầu ngành giáo dục là những kẻ thất học. Do đó, nó bế tắc và bây giờ các bạn thấy hai cái nền văn hóa khác biệt nhau. Cho đó chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Cái văn hóa của những người miền Nam và những người đã nằm dưới cái nôi giáo dục của cái nền văn hóa pha trộn giữa Pháp và Nho học của chúng ta ngày xưa, nó khác biệt với cái văn hóa giáo dục của Cộng sản. Do đó cần phải phân biệt. Và đừng nói đăng với tôi là Nam Bắc thống nhất, không hề thống nhất. Kể cả lòng người luôn. Bây giờ chỉ là sự cưỡng chiếm bằng bạo lực thôi. Tức là Cộng sản Việt Nam, Cộng sản ngoài Bắc đã cưỡng chiếm miền Nam. Miền Nam chúng tôi có quyền tự trị riêng của chúng tôi. Không dính dáng gì tới ngoài Bắc cả. Các anh dùng súng đạn, các anh dùng bạo lực, các anh chiếm cái miền Nam của chúng tôi. Thì sẽ một ngày nào đó người dân miền Nam sẽ giành lại cái quyền tự trị của mình. Nha, không phải là Nam Bắc thống nhất, đừng để chúng tôi lập quốc năm 1956, chính ra 1954 là cái chính phủ liên hiệp. Nhưng mà chính thức chúng tôi lập quốc ở miền Nam Việt Nam, thời đệ nhất Cộng Hòa, sau cuộc bầu cử là năm 1956, là chúng tôi có một cái tên rất rõ ràng. Ok, Republic of South Vietnam, tức là thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Nó rất là rõ ràng, các anh cưỡng chiếm và các anh xóa bỏ thế chế thế giới của chúng tôi, chứ không phải là thống nhất cái con khỉ gì hết nha. Ok, rất là rõ ràng. Rồi tiếp tục. Wow, bị cưỡng chiếm. Ok, cảm ơn các bạn. Ok, tôi đã giải thích rồi, không nhắc lại nữa nha. Cảm ơn các bạn. Ok, Rorener nơi nói đảng Dân Chủ điều tra Tổng thống Trump sau khi ông rời chức Tổng thống Federal Crime. Họ có quyền tuyên bố bất cứ gì, ngay cả Obama còn đòi áp giải ông ta, đưa lực lượng Navy SEAL vào mà áp giải ông Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc mà. Ok các bạn, họ có quyền tung tin đủ kiểu hết. Nhưng mà cho tới giờ phút này tôi đang nói chuyện với các bạn, ông Donald Trump vẫn đang là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, là tổng tư lệnh quân đội. Cho tới giờ phút này nha. Cho nên họ muốn tung tin gì họ tung tin, đừng có để cho mấy cái tin giả nó làm phiền các bạn nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ngày xưa ông nội em làm cho Việt Nam Cộng Hòa, dù nhà đẻ nhiều luôn được nhà nước lo đầy đủ, còn ngoài Bắc thì họ diệt giặc đối với giặc gia dốt. Ok, nhà đẻ ở chúng tôi gọi là nhà viện bảo xanh. Ok, chứ không có cái vụ nhà đẻ nha các bạn. Ok, tội nghiệp quá đi. Ok, rồi tiếp tục. Vậy về Việt Nam mà đánh đi phong trần miệng nói không giải quyết nổ. Tôi đâu cần đánh nữa. Tôi chỉ cần trình độ dân trí của giới trẻ Việt Nam thấu hiểu được tất cả mọi xã hội và họ những gì họ đang sống trong xã hội này, họ sẽ đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản. Tôi chắc chắn luôn. Sau khi họ hiểu biết được, họ đầy đủ kiến thức, họ sẽ vượt qua được sự sợ hãi. Lúc đó các anh Cộng sản chờ đợi. Ok, lịch sử luôn lặp lại. Không có triều đại nào vĩnh viễn cả, kể cả Cộng sản. Do đó đừng có thách thức tôi và đừng có gọi là khích tướng với tôi. Cái tôi đang làm bây giờ là cố gắng giúp cho các em, các cháu ở trong nước, những người nhỏ tuổi hơn tôi, hiểu được tình hình quốc tế, hiểu được nội tình nước Mỹ, hiểu được cái Cộng sản đang đối xử với họ như thế nào. Và hiểu được tại sao họ học cao mà không có việc làm. Tại sao các vị trí tốt, con ông cháu cha nó ngồi. Khi họ hiểu được, họ có kiến thức, họ phân tích được thì họ hết sợ hãi. Lúc đó các anh Cộng sản phải cẩn thận nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, tình hình bầu cử tôi đã trả lời rồi nha. Nếu chúng ta kiện báo cánh tả về vụ 20 triệu người dân miền Nam chết, chúng ta sẽ làm thế nào? Con chỉ giả định thôi. Chúng tôi không cần kiện. Chúng tôi chỉ vạch ra tội ác của họ thôi. Tội ác của họ bẻ ngòi bút và tri trét cái thể chế miền Nam Việt Nam, giấu đi tất cả những cái điều tốt đẹp của miền Nam Việt Nam. Thì lúc đó chúng ta vạch ra cho cộng đồng quốc tế thấy. Thì lúc đó họ sẽ đối diện với cái sự gọi là lên án của cộng đồng quốc tế, là những kẻ vô lương tâm làm báo. Thời đó họ sử dụng chiến tranh Việt Nam để xây dựng cái đệ tứ quyền. Và sau năm 1975 thì đệ tứ quyền hình thành, báo chí trở thành đệ tứ quyền ở Hoa Kỳ. Và bây giờ họ đang rớt mặt nạ và đang mất dần cái đệ tứ quyền đó nha. Ok, tôi không chia rẽ vùng miền, nhưng mà văn hóa giáo dục nó khác quá xa. Do đó
nó có sự khác biệt quá xa. Tôi không có chia sẻ, tôi nói các bạn, tôi là người Bắc. Tôi là người Bắc. Bên quê nội của tôi là ở Hưng Yên, quê ngoại Thái Bình, ông ngoại tôi là người Nam Định. Tôi không có chia rẽ vùng miền, nhưng cái giáo dục ở ngoài Bắc nó đã giết chết cả mấy thế hệ ngoài Bắc rồi. Nó có sự khác biệt quá lớn với những người được giáo dục trong miền Nam. Do đó, chúng ta tạm thời phải phân chia ra lại. Và chúng tôi lập quốc, cái nền đệ nhất Cộng hòa năm 1956. Chúng tôi có một thể chế riêng, chúng tôi có một quân đội riêng, chúng tôi có một nền kinh tế riêng. Và các anh miền Bắc đã cưỡng chiếm miền Nam của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi mất nước trong vòng, mất cái quyền cai trị và cái quyền quản lý đất nước trong 40 mấy 50 năm qua, nhưng không phải vĩnh viễn. Người miền Nam sẽ giành lại cái quyền của họ và họ sẽ chọn đi con đường mới, chắc chắn không phải con đường của Cộng sản. Điều đó chắc chắn xảy ra các bạn. Nhưng mà đương nhiên là bây giờ nó chưa phải, là bởi vì các em trẻ trong nước còn đang có cơm áo gạo tiền, còn nghĩ đến cơm áo gạo tiền sau thời gian bị bóp cái bao tử, họ chưa nghĩ tới. Nhưng một vài năm nữa thôi, không xa lắm, khi kiến thức họ có, khi tri thức họ có và họ vượt qua sự sợ hãi, thì lúc đó những kẻ cai trị phải cẩn thận với họ, tại họ tới mấy chục triệu người lần. Ok, bây giờ họ bị ru ngủ bởi những cái trò hài hước, những cái game show, nhưng mà đến một lúc nào đó cuộc sống họ bị bế tắc rồi, kéo họ về thực tại, lúc đó họ sẽ nghĩ tới nha. Ok, rồi tiếp tục. À, wow, lướt qua cả nhiều. Việt Nam không thấy tác phẩm nào ra hồn để đến nỗi ban tuyên giáo phải la làng. Thì tôi nói các bạn, trước năm 1975, nhờ cái nền tự do, các bạn đã có những tác phẩm bất hủ từ văn chương cho tới văn nghệ, và kể cả những tuồng tích bên cải lương. Nó là một cái xã hội tự do sáng tác, do đó tác phẩm nhiều. Còn kể từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam cho tới bây giờ, các bạn thấy là có cái tác phẩm nào ra hồn không? Có được hai tác phẩm thì tác giả chết mất tiêu rồi. Lưu Quang Vũ đó, đúng không? Chết một cách gọi là bí ẩn luôn rồi. Nói là rớt xe bị tai nạn chết, các bạn tin được không? Lưu Quang Vũ đó. Rồi từ đó cho tới bây giờ, ai dám phải sáng tác một cách thoải mái đây? Nó siết ở trên đầu rồi, cái cục kiểm duyệt nó bóp chết người ta rồi. Do đó, càng lúc thì cái nền giáo dục Việt Nam càng bế tắc, và cái sự sáng tạo của người Việt Nam càng bế tắc, là bởi vì sao? Nó đặt cục kiểm duyệt nó siết hết rồi. Đó là cái sự thực tế nha các bạn. Rồi tiếp tục. Hình như Y Đăng vừa bị tiêu diệt một tướng hạt nhân phải không anh Phong? Hình như gì nữa, không nghe tin của tôi ngày hôm qua tôi lan tin à. Ông này là khoa học gia lãnh đạo chương trình vũ khí nguyên tử của Iran, đã bị ám sát chết gần ở Tehran. Và bây giờ chưa biết nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Đó là cái tin ngày hôm qua tôi đã loan nha. Ok. Rồi có phải Cộng sản dùng chuyện cải cách ruộng đất để tàn sát và chiếm đất miền Nam không ạ? À? Không, cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc. Lúc đó nó cướp toàn bộ đất của người miền Bắc. Nó cướp sạch hết đất của người miền Bắc. Nó thu tóm hết. Đó không phải liên quan tới miền Nam. Miền Nam thì xảy ra những cái vụ đánh tư sản, rồi sau này cướp đất cướp đai nó khác. Còn ngoài Bắc thì họ bị cướp đất đai trong cái cải cách ruộng đất ở thập niên 50 nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục. Wow. Em cái gì đây? Em bắt đấy chứ, nghĩ đến điều đấy rồi, để con cháu mình sống như thế nào khi còn chế độ Cộng sản. Ok, tôi đã nói các bạn. Bây giờ các bạn không nhìn thấy gì hết, nhưng mà những đứa nhỏ 5-6 tuổi nó bị đầu độc. Các bạn nhìn thấy bà sách lịch sử chưa? Nó in toàn là về Cộng sản không à. Trong khi lịch sử lập nước của Việt Nam mình tới 3-4 ngàn năm. Rồi những câu hỏi về lịch sử của nó đó toàn là đảng Cộng sản không à. Thì các bạn thấy được cái chế độ tuyên truyền nó như thế nào rồi. Nó nhồi sọ mấy đứa nhỏ từ nhỏ rồi. Chỉ là mong các bạn có con cái nên lên Google tìm lại những cái sách chính đáng dạy cho con cái của mình. Đừng để cho nó rơi vào cái tình trạng bế tắc giáo dục. Nếu không các bạn, con cái các bạn lớn lên sẽ không có tri thức, mà chỉ là một con zombie thôi. Tức là nó đi theo cái định hướng của cái đảng cai trị thôi. Nó tuyên truyền thôi. Do đó, cho tụi nhỏ lên Google nhiều, đọc những cái tác phẩm, đọc những cái sách báo mà nó không nằm trong cái luồng của Cộng sản, tụi nó sẽ hiểu được nhiều xã hội hơn và cái tri thức tụi nó mở rộng hơn. Thay vì bây giờ các bạn cho con em vào mấy cái trường quốc tế, đóng tiền cho nó vào mấy cái trường quốc tế, rồi cuối cùng ra đường là bắt ép nó phải là nói chuyện giống như người lớn để chứng minh là con của mình thông minh. Các bạn đã rơi vào cái giáo dục bế tắc của Cộng sản. Và nó sẽ khiến cho mấy đứa nhỏ sau này nó sẽ đi một cái bước gọi là các bạn không tưởng tượng được đâu.
Đó, các bạn thấy bây giờ không? Văn hóa chửi thề nó nhiều hơn. Nó sẽ còn nhiều hơn nữa nếu các bạn vẫn để cho con cái của mình sống dưới cái nền giáo dục đó. Ok? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. 23.894 người đang coi bên YouTube, 6.000 người đang coi bên Facebook. Con số rất là khích lệ buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình đặc biệt lúc 9 giờ sáng, có nghĩa là một tiếng đồng hồ nữa. Phong sẽ trở lại trong chương trình đặc biệt, tức là chương trình chuyên đề lúc 9 giờ sáng. Mong rằng tất cả quý vị nhớ đón nghe. Và chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.